Kịch bản này có hai phần chính, là một phần kịch và một phần nghệ thuật Blackline. Mà bọn mình đầu tư vào phần Blackline vì nó khá là đặc biệt và nó cũng mới mẻ với chính cả những người làm cái đó như bọn mình ấy. Thế nên nó rất là hứng thú và cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Để đảm bảo chất lượng của phần Blackline thì bọn mình đã phải làm việc rất vất vả với đạo diễn ánh sáng vì có rất là nhiều yêu cầu. Tụi mình rất là tự tin về phần trình diễn Blackline của đội mình, bởi vì các bạn sẽ được thưởng thức nét đậm chất sinh viên của trường đại học Bách Khoa, từ bố cảnh, từ tạo hình cho đến cả âm nhạc. Các bạn hãy đón chờ và cổ vũ phần trình diễn của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng nhé. Bách Khoa, Bách Chiến, Bách Thắng. Hey, can I help you? Anh ơi, đại học hay rớt đi đường nào anh ơi? Tôi không biết tiếng Việt. Du học hả? Vâng. Theo tôi. Đây là phòng của anh và kia là bạn của anh. Mười người hy vọng những thầy hết chăm chỉ học hành, chỉ mong một ngày thành tài. Năm năm sau, Tín đã đạt được kết quả của mình, kèm theo đó là những hợp đồng béo bở từ những công ty nước ngoài với những chế độ đãi ngộ chưa từng thấy. Giá lúa.com, giá phân.net, lượng Facebook thế nào? Tại sao lại ra nông nỗi này? Thôi, để em đánh cho anh một bát tiết canh. Lời cam kết của anh đâu rồi? Vì cái này phải không? Chúng tôi thật sự thất vọng về anh. Úi cha cha, các bạn vừa xem xong một chương trình rất chi là cảm động. Bây giờ các bạn sẽ đến với chương trình Thế giới Got Talent của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Bách Khoa Đà Nẵng SV 2012, BK Television. Một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Chữ tín. Let's go. Chào các bạn, tự giới thiệu chúng tôi là Bách Khoa. Ngày hôm nay đem đến đây là một cuộc điều tra. Là Văn Sâm, hai giám khảo cùng các bạn đang đứng ở đây. Ai cũng biết vai trò chữ tín trong cuộc sống ngày nay. Mặt tích cực hay bề nổi, Bách Khoa không nói tới. Muốn nêu lên vài điều tiêu cực cũng
không phải là mới. Bình ổn giá hứa đã lâu, nào có thấy làm đâu. Chỉ biết là giá vẫn tăng, mà nhất là giá sắt. Được thành lập năm 2006, từ đến nay đã hoạt động gần 6 năm. Vinasin giờ như con tàu đắm, đầu tư hàng ngàn tỷ, giờ theo đó mất tâm. Đang giao thông trên đường, bỗng như xe bốc cháy, gây hoang mang lo lắng, cả chục triệu không cánh mà bay. Nhà tôi bên bến sông, có chiếc cầu bằng bê tông. Cầu xây xong đã lâu, không thấy người đâu. Hàng dây treo xác xơ, thép dưới chân cầu lộ ra ôi à. Cầu không theo gói thầu. Chữ tín ở đây là uy tín và sự tín nhiệm. Cái gì cũng bắt nguồn từ cái gốc. Học sinh cấp 1 dự giờ cô giáo bắt giơ tay. Cấp 2 mệt mỏi với việc chạy đua mua bán trường điểm. Cấp 3 đau đầu vì bệnh thành tích trong thi tốt nghiệp. Lên tới sinh viên đại học. Mỗi đỏ 500 thì mới được qua môn này. Thi trượt học lại không còn tùy ở vận may. Còn cố lớp phó sinh gái sao ngó buồn vậy. Có vấn đề gì hay có thắc mắc tối qua nhà thầy. Có bệnh đi khám bác sĩ, bé được đi khám viện nhi. Cứ tưởng bác sĩ lương y nhưng ra hỏi như phim Mỹ. Dạ chào bác sĩ. Có chuyện gì không bé? Cháu bị đau ở cổ, không biết có bị gì không. Muốn khám phải không, bảo hiểm đâu rồi? Con không có bảo hiểm nhưng con có phong bì nè. Coi như là lì xì mà con gửi bác sĩ. Ừ vậy thôi cũng được, đau cổ phải không? Vậy cởi quần ra để cho ta khám bụng. Thật là không thể thứ tha. Chữ tín kia mới bằng ba chữ tiền. Tiền, tiền, tiền. Các bạn làm tôi bất ngờ quá. Phải làm sao cho khán giả bật cười một cách sảng khoái nhất, chứ không phải là chỉ là cười thích thú. Nhiều khi nó cũng hơi thô, nhưng mà đó chính là chất của Bách Khoa. Trong khoảng 7 phút, các bạn đưa chúng tôi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Tôi nghĩ rằng không phải đạo diễn nào, không phải ai cũng làm được điều đó. Tôi chúc mừng các bạn. Màn trình diễn này đã khiến cho các giám khảo không còn biết phải phát biểu và nhận xét như thế nào. Đó là nghệ thuật backline cũng giống như một cái làn điệu như dân ca chẳng hạn. Mỗi trường sẽ là một nhạc sĩ viết lên một bài ca ở cái làn điệu đó. Và em tự tin rằng Bách Khoa đã viết lên một cái bài ca tuyệt vời về backline. Em cảm giác rất là quen thuộc với mình. Và cảm giác muốn vào diễn với mấy bạn luôn. Các bạn sẽ phải làm tới như thế này, đó là điều chắc chắn. Bởi vì các bạn đang gặp Yesin, một đội rất là mạnh. Tâm sẽ cảm thấy rất là tiếc nếu một trong hai đội phải loại ra. Đó là điều Tâm không bao giờ muốn. Tâm rất là muốn cả hai đội đều được lọt vào vòng cuối cùng, mà không biết anh Sâm có chịu hay không. Rất là tự hào về các bạn đó, chứ không thể tin được. Chào các bạn, mình đến từ Đại học Dệt Sen Đà Lạt. Và đây là những dụng cụ của tụi mình trong phòng thi SBTV. Những dụng cụ này là những dụng cụ thô sơ và những chúng mình tự chế nhau. Các bạn nhìn xem như là những thanh gỗ nè, những tấm đệm canh trong và những tờ giấy Roki. Rất là đơn giản thôi nhưng tụi mình đã sáng tạo và tạo những dụng cụ thế này. Mình nghĩ là cái hiệu quả sử dụng của cái phần đạo cụ mình chuẩn bị là nó rất là cao. Bởi vì là những cái đạo cụ này là do tự bọn mình chế ra. Trong quá trình làm thì bọn mình có hiểu các cái cách làm của nó và đưa nó ứng dụng vào cho từng cái phần thi, nó rất là phù hợp. Chỉ đơn giản là những cây gỗ hay là những tấm vải đen nhìn rất là xấu xí. Như khi lên sân khấu, với ánh đèn sân khấu và với những kỹ năng chúng tôi làm, các bạn sẽ rất là bất ngờ đây.